Đây là khuôn mặt anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra tại nơi đây. Và kế bên nữa, hình chính giữa là khuôn mặt Cha Trời Giêsu. Và hình thứ ba bên tay phải, hình này là ông bà tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta. Ở đây là hình chính giữa, hình khuôn mặt Cha Trời Giêsu. Còn hình này là hình linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đồng bào nhớ vào trang website facegodjesuschrist.com trên YouTube để xem xét học hỏi về những phép lạ của Thượng Đế cho tỏ hiện ra, cảnh báo nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. facegodjesuschrist.com hoặc là vào YouTube Chiến sĩ Trận Vong kêu gọi để học hỏi về những phép lạ của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo và hướng dẫn cho nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Và đồng bào có bổn phận phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đây là lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ Trận Vong bảo tôi ra lệnh và phán bảo như thế. Đây là lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng và của ông bà Tổ tiên mình và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trận Vong. Ra lệnh bảo tôi thông báo và cảnh báo cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Vì thế đồng bào mau mắn phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đó là lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trận Vong ra lệnh như thế. Hôm nay là 26 tháng 2 năm 2015. Chúng tôi tường trình và cảnh báo tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Giờ đây, đúng ra là ba hình ảnh này phải để đây 24 trên 24. Nhưng mà tôi để đây nhiều lần, lâu rồi. Và trong quá khứ đã có bọn Cộng sản đến đây nó phá, nó quăng những hình ảnh này xuống nước. Giờ đây thì tôi chỉ để một tấm thôi. Rồi từ từ đồng bào sẽ liên lạc với tôi rồi chúng ta để thêm đúng theo sự yêu cầu của hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ Trận Vong yêu cầu là để hình ảnh của Ngài ở đây, quý Ngài ở đây và đồng thời để hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta tại nơi đây và đương nhiên để hình ảnh Cha Trời Giêsu tại nơi đây. Đó là lệnh và lời yêu cầu của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trận Vong bảo tôi làm như thế. Thế nhưng đồng bào đã thờ ơ vô trách nhiệm, thành ra giờ đây thì tôi chỉ có thể để một tấm một thôi là anh hùng chiến sĩ Trận Vong tại nơi đây. Đồng bào cần liên lạc với tôi để mà phụ giúp tôi làm việc này, để ba hình ảnh tại đây để cho đồng bào tới đây học hỏi và xem xét. Tạm thời thì đồng bào có thể coi tất cả những hình ảnh phép lạ trên trang website của chúng ta facegodjesuschrist.com hoặc là
chiến sĩ trận vong kêu gọi trên YouTube. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt.